Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 sẽ diễn ra vào 2 ngày, ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Ngày mùng 6 tháng 7, thí sinh sẽ đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày mùng 9 tháng 7 là ngày thi dự phòng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021, vẫn áp dụng quy chế thi năm 2021. Về cấu trúc đề, phương thức thi không bao gồm kiến thức trong phần nội dung đã được tinh giản. Đề thi tham khảo cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét để có thể tổ chức đợt thi bổ sung cho các thí sinh không thể tham gia dự kỳ thi vào thời gian nói trên do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thí sinh là F0 tiếp tục được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các sở giáo dục chuẩn bị sớm đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi, xây dựng các phương án, đảm bảo an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đó, thì kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày từ ngày 18 cho đến ngày 20 tháng 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3. Trong đó, nguyện vọng 1, 2 phải đăng ký vào trường trung học phổ thông thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh hoặc bố mẹ của học sinh đó có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 thì có thể đăng ký vào trường thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh. Học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại trường nơi đang học lớp 9, hạn cuối vào ngày 13 tháng 5, đồng thời không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Chậm nhất ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn cho thí sinh trong cùng một ngày, thay vì biết điểm thi trước, điểm chuẩn sau vài ngày như các năm trước. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trong 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 7 trực tiếp hoặc trực tuyến. Các trường trung học phổ thông tuyển bổ sung từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7.